Hi, xin mọi người nhá. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nếm. Ngày nay thì nhà Nếm đang đi chơi ở Vinpearl Nam Hội An. Thực ra thì mình muốn đưa sóc vào đây khá là lâu rồi, bởi vì ở trong này có Vinpearl Safari. Ở Việt Nam mình thì chỉ có hai nơi có Vinpearl Safari, đó là Phú Quốc và Nam Hội An. Tới đây thì những bạn nhỏ như thế này sẽ được chơi vườn thú, ngắm vườn thú. Sao đây con? Con đi chơi mà con như này á? Em tưởng trong nhà Trang có chứ. Nhà Trang không phải là Safari mà là Vinpearl thôi, Vinpearl Land thôi. Giờ thì mời mọi người sẽ cùng với cả nhà Nếm đi khám phá một vòng quanh Vinpearl Nam Hội An nhá. Có vẻ trời khá là nắng, trời Quảng Nam mà mọi người. Thôi, có lẽ là nhà mình sẽ đưa các bạn tới chỗ Vinpearl Safari trước, sau đó thì chúng ta sẽ đi với những cái nơi khác nhá. Nào, đi chơi thôi. Chơi đi con. Thức ăn để cho hiệu cao cẩu với giá 30.000 một giỏ như thế này này. Đấy, hiệu nó rất là thích. Đấy, hiệu nó rất là thích. Đứng bên hai anh em cho ăn đi, xong rồi bác chụp cái hai. Đấy, con thấy không? Con thấy không? Đấy, hiệu này con này, hiệu cao cẩu này. Đấy, cao chưa? Cao nhất. Trời ơi, không kịp. Đấy, cao nhất ở đồng bằng trên cạn luôn đấy con. Đây, sau chỗ hiêu thì bây giờ đến chỗ voi. Nào, lại lên mua đồ nào, em. Con á, con mà muốn có á, là có tiền đây. Đó. Phải có tiền rồi mới có nghe được. 30.000 một giỏ chị? Chị, đây là 30.000 à? Vẫn 30.000 một giỏ đúng không? Đây. Đây, chúng ta bố bế ra xem voi. Xem voi, đây đi. Đây, em gửi. Em cầm đấy. Đây, sao vậy con cầm đi con? Con cầm con cho voi nào. Không phải ăn chuối, chuối không phải chuối của mình ăn đâu con. Chuối này chưa ăn được nào. Mẹ ra đây đi. Mẹ từ từ nhá. Đây em ra đây này. Cáo ơi cáo. Cáo ơi cáo ra đây này. Đây đây. Được rồi. Đúng rồi. Con cho. Tính không con? Con cho chưa quả chuối đi. Cho vai ăn đây. Ui giời. Rồi cho ăn đi con. Đúng rồi. Nào, ui giời. Nữa nữa, quả chuối đi. Con đưa quả chuối luôn đi. Quả chuối mình không ăn được đâu. À. Quả chuối này mình không ăn được. Tí bố mua cho con quả khác. Đi đi cho bố mượn quả chuối này nhá. Bố mượn quả chuối cho voi ăn nhá. Đây con đưa voi ăn đi. Con đưa voi ăn đi. Này, con đưa voi ăn nhá, voi ăn nhá. Nào đây mẹ đưa cho voi nào, nào nào ăn đi. Ăn chuối đi. Nó mỏi ấy, nó ai. Bây giờ rồi. Rất là khôn khi mà có khách du lịch tới đây là đi ra đây xin đồ ăn luôn.
giỏi lắm. Loài động vật lớn nhất trên cạn đây. Sao ơi, sao đi đâu ấy? Ở ngay cạnh Safari thì chúng ta sẽ thấy một cái nhà vẹt như thế này. Trong Nam thì mọi người thường gọi con này là con két. Tại đây thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái loài vẹt ở trên thế giới. Thậm chí là có một cái con chim, con vẹt rất là nổi tiếng đây. Trong bộ phim Trở Về Rio. Đấy, nổi tiếng. Đẹp chưa? Rất là nhiều màu sắc sặc sỡ. Loài vẹt là một trong những loài chim thông minh nhất trên thế giới. Nó có thể bắt chước được cả tiếng người. Đẹp chưa? Sau bao nhiêu năm mình quay trở lại đây thì những cái bức tranh ở đây vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Vẫn là những cái bức tranh 3D từ những cái ngày đầu mà khai trương. Có lẽ là cũng phải tới 3-4 năm rồi. Chỗ này vẫn chưa được thay đổi. Mình sẽ quay qua một chút để cho mọi người thấy những cái bức tranh ở đây nhé. Những nghệ sĩ đã viết lên những bức tranh này khá là đẹp. Đó, chúng ta có thể tương tác với những bức tranh này. Bức tranh này rất là hay này. Rất là thú vị. Úi xời. Ồ, cái này trông có vẻ ma mị này. Trông giống mấy cái bộ phim viễn tưởng, khoa học viễn tưởng. Đấy. Chú hươu cao cổ chạy ra khỏi bức tranh này. Nói chung là mình đi 3 năm mấy rồi thì thấy quanh khu vực này vẫn như vậy. Tất cả những khuôn viên khác cũng vậy. Bức tranh con voi đẹp quá. Xúc sắc. Đây là cái khu vui chơi trong nhà. Chúng ta sẽ chơi được những cái trò chơi điện tử như thế này, cũng như là những cái trò chơi mang tính vận động, rất là an toàn cho trẻ nhỏ. Một số khu thì chỉ dành cho người lớn như thế này thôi. Mấy cái khu bật bật kia kìa. Đấy, nó rất là nhiều lựa chọn cho chúng ta khi mà tới với cả Vinpearl Nam Hội An. Thường thì buổi trưa nhà mình sẽ vào trong khu này, cũng như là nhiều gia đình có trẻ nhỏ khác, bởi vì là ở đây thì các em có cái không gian để chơi rất là rộng rãi luôn. Rộng hơn rất là nhiều những cái nơi mà chúng ta hay vào siêu thị mà họ mở ra một cái khu vực chơi riêng ấy, thì chỗ này nó rộng hơn rất là nhiều. Bên kia thì có những cái hàng cà phê để cho người lớn có thể là ngồi đó thưởng thức nước. Dạ tao vòng bên này nào. Đây là những cái khu trò chơi điện tử đây. Rất nhiều trò chơi khác nhau. Thử xem là chỗ này thế nào. Chúng ta phải bỏ xu vào đây. Khá là nhiều trò ấy mọi người ạ. Mọi người có thể chọn tùy trò mà mình thích. Trời ơi. Beat up. Trò chơi nhảy theo cái hướng dẫn bàn chân kìa.
Tuyệt vời. Nếu mà chẳng may trên các thước phim review của Nến bây giờ mà ít cảnh quay thì mọi người thông cảm cho Nến nhé. Để cái lý do khi mà có con vào rồi thì đúng là thời gian nó ít đi rất là nhiều. Thôi dù sao thì mình sẽ ngồi đây thêm tầm tiếng nữa. Nãy giờ thì được hơn một tiếng rồi. Thì chả chơi được cái gì mọi người ạ. Tất cả trò chơi đều miễn phí hết. Vừa nãy mình nói là mất sàn nhưng không phải đâu mọi người ạ. Miễn phí hết 100% đã bao gồm trong vé vào cửa rồi. Có lẽ là ngồi đợi một lúc nữa thì đi công viên nước thôi, bởi vì có lẽ là sắp rất là thích nước. Còn đâu cái khu vui chơi kia thì mình để sau vậy. Giá như đấy có chỗ ngủ thì tốt hơn đấy. Nước kìa con kìa. Ô, nước. Trời ơi. Ôi trời kìa, nhìn con. Con người đạp mạnh à, đạp mạnh à. Sau khi mà rời Vinpearl Nam Hội An thì mình có tới một cái bãi biển khá là đẹp mà được rất nhiều những du khách nước ngoài ưa thích. Đó chính là biển Tam Thanh. Ở đây thì mình đang được gặp những người anh em, người bạn. Đấy, cũng chung đam mê. Và đây là cu Tuấn. Nếu mà ai đã xem các clip trước đây thì Tuấn thường xuyên quay cho mình. Tuấn thì đang thất tình và chưa có người yêu. Nên là nếu mọi người mà tới Nam Hội An hoặc là Hội An thì nhớ liên hệ với Tuấn nhá. Có lẽ là mình kết thúc video ở đây thôi, bởi vì là chỗ này đồ ngon không mày ạ. Say rồi. Không, nhưng mà biển Nam Hội rất là thích, bởi vì là như em Hiếu ấy, đây thì cũng đã ở đây cả chục ngày rồi. Còn bạn này thì ở đây cũng mấy tháng. Hình như là có tình cảm em nào ở đây rồi sao ấy. Biển đẹp không? Biển đẹp không? Tuyệt vời anh ạ. Nói chung là hơi dô cái nào. Mọi người hãy nhớ đến những cái quán nhậu ở chỗ biển Tam Thanh nhé, bởi vì là mình thấy là giá rất là hợp lý. Mình đang quán Như Ý đúng không? Ơi. Ra luôn à. Chết. Tiền thôi. Tạm biệt mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mà nếu mà mọi người muốn xem những cái hành trình khám phá của mình về những ẩm thực hay là chỗ vui chơi hay là cảnh đẹp thì nhớ là theo dõi kênh Nếm nhá. Bye bye mọi người. Bye. Yo.